Vì sao gián rất khó diệt? Gián là loài sinh vật có thể tận dụng tối đa các tình huống khó khăn để tồn tại. Có thể bạn không biết được rằng chúng đã tiến hóa để gần như không thể bị tiêu diệt. Gián có bộ xương ngoài được tạo thành từ các tấm chồng lên nhau và được nối lại bằng một lớp màng co giãn. Lớp màng này đủ linh hoạt để chuyển năng lượng của gián đến chân của chúng, cho phép chúng có thể chui lọt ở những vết nứt và kẽ hở rất nhỏ. Trong khi đó, lớp bên ngoài dày và đặc của chúng có thể vừa bảo vệ vừa thay đổi định hình khi cần thiết. Ngoài việc có một cơ thể mạnh mẽ nhưng có thể uốn cong, gián rất giỏi trong công việc ẩn nấp. Chúng có thể ẩn mình dễ dàng ở nhiều khu vực mà không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thay đổi hoặc các yếu tố bên ngoài khác. Chúng thích ăn các nguồn protein truyền thống. Nhờ khứu giác tuyệt vời, gián có thể tìm thấy chất dinh dưỡng trong những nguồn như bìa cứng hoặc giấy. Tuy nhiên, khó diệt không có nghĩa là không có cách. Bạn có thể tránh phải diệt gián trong nhà bằng cách ngăn chúng xâm nhập ngay từ đầu. Vì gián có thể chui vào mọi ngóc ngách rất nhỏ nên đầu tiên các chuyên gia khuyên bạn hãy tìm cách chám các vết nứt xung quanh ở tường nhà mình, bịt các khoảng trống dưới và xung quanh cửa ra vào, cửa sổ và nơi các đường dây điện đi vào nhà, bịt kín các đường ống thoát nước và lỗ thoát nước thải, sử dụng các phương pháp bảo quản thực phẩm phù hợp. Thực tế, gián đang tìm đến nhà bạn để đáp ứng nhu cầu cơ bản của chúng, đó là thức ăn, nước uống và nơi ở. Để loại bỏ chúng, nếu bạn nuôi thú cưng và cho chúng ăn ngoài trời, hãy dọn dẹp bát đĩa của chúng hàng đêm, đảm bảo quầy bàn và các bề mặt khác không có mảnh vụn, không cất thức ăn trên bàn làm việc hoặc các khu vực khác trong nhà nơi chúng có thể dễ bị lãng quên. Bên cạnh đó, một ngôi nhà bừa bộn là nơi ẩn náu lý tưởng của gián, do đó hãy loại bỏ các chồng báo, tạp chí hoặc giấy. Đây là những nơi ẩn náu và nguồn thức ăn tuyệt vời của gián. Hút bụi thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn, bụi và các mảnh vụn. Hãy đổ rác hàng ngày và cất các thùng chứa rác ra bên ngoài. Dọn dẹp các khu vực không sử dụng hoặc ít đi lại, chẳng hạn như tủ quần áo, gác xếp, nhà để xe, phòng tiện ích và khu vực lưu trữ nếu bạn phát hiện có gián ở đó. Trong trường hợp gián đã xâm nhập vào nhà bạn, hãy xác định loại gián đang xuất hiện vì mỗi loại sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Sử dụng các bẫy keo để bắt gián. Hãy sử dụng bẫy keo. Bẫy bằng keo là phương pháp sử dụng để bắt và xác định gián cũng như xác định sự hiện diện của chúng trong khu vực nhà bạn. Những con gián sẽ chạy ngang qua các bẫy và bị bắt tóm gọn.